cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thưa quý vị, cổng chiêng Tây Nguyên có nguồn gốc từ truyền thống văn hóa và lịch sử rất lâu đời. Về cội nguồn, có nhà nghiên cứu cho rằng cổng chiêng là hậu duệ của đàn đá. Trước khi có văn hóa đồng, người xưa đã tìm đến loài khí của đá, cổng đá, chiêng đá, tre. Rồi tới thời đại đồ đồng mới có chiêng đồng. Từ thuở sơ khai, cổng chiêng được đánh lên để mừng lúa mới. Xuống đồng, biểu hiện của tín ngưỡng, là phương tiện giao tiếp với thiên nhiên. Âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi khói thúc trầm hùng, hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió và với tiếng lòng người, sống mãi với cùng đất trời và người Tây Nguyên. Tất cả các lễ hội trong năm, từ lễ thổi cai đứa trẻ sơ sinh đến lễ bỏ mạng, lễ cúng bán nước, lễ mừng ca mới, lễ đóng cửa to, lễ đâm trâu hay trong khối nghe ca, đều phải có tiếng cồng, tiếng chiêng. Tiếng chiêng dài hơn đời người, tiếng chiêng nói liền kết dính những thế hệ. Thưa quý vị, theo quan điểm của người Tây Nguyên, đằng sau mỗi chiếc cồng chiêng đều ẩn chứa một vị thần. Cồng chiêng càng cổ thì quyền lực của vị thần càng cao. Cồng chiêng còn là tài sản quý giá, biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có. Vào những ngày hội, hình ảnh những vòng tắc người nhà múa quanh ngọn lửa thiêng, bên những bò điệu cần, bao tiếng cổng chiêng vang vào núi rừng, tạo cho Tây Nguyên một không gian lãng mạn và huyền ảo. Cổng chiêng do vậy góp phần tạo nên những sử thi, những án thơ ca đậm chất văn hóa Tây Nguyên, vừa lãng mạn vừa hùng tráng. Thưa quý vị, hiện nay tại hầu hết các buôn làng Tây Nguyên đều có những hội đồng, có những đội cổng chiêng phục vụ đồng bào trong sinh hoạt cộng đồng trong dịp hội hè. Vào ngày lễ Tết, hình ảnh quen thuộc bên ngọn lửa thiêng, những vòng người say sưa múa hát trong tiếng cổng chiêng vang vọng núi rừng, lại xuất hiện trên khắp các buôn làng. Các nghệ nhân dân gian diễn tấu cổng chiêng kết hợp với nhau rất hài hòa, tạo nên những bản nhạc với các tiết tấu hòa thanh rất phong phú, mang sắc thái riêng với muôn vàn cung bậc. Mỗi dân tộc đều có những bản nhạc cổng chiêng riêng để diễn tả vẻ đẹp thiên nhiên, khát vọng của con người. Âm thanh của cổng chiêng còn là chất men lôi cuốn gái trai vào những điệu múa hào hùng của cả cộng đồng trong những ngày hội của buôn làng. Đây là sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật nhất ở dân tộc Tây Nguyên. Thưa quý vị, với người Tây Nguyên, cổng chiêng và văn hóa cổng chiêng là tài sản vô giá. Âm nhạc cổng chiêng Tây Nguyên không những là một giá trị nghệ thuật đã từ lâu được khẳng định trong đời sống xã hội, mà còn là nét tinh của hồn thiêng sâu núi qua bao thế hệ. Cổng chiêng Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất của những giá trị về nghệ thuật đất thuần, mà nó còn là tiếng nói của con người và của thần linh theo quan niệm vạn vật hữu linh. Thưa quý vị, mỗi một dàn cổng chiêng là một tiếng nói tâm linh, tâm hồn của người Tây Nguyên để diễn tả những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống lao động và sinh hoạt ngày hàng ngày của người dân. Các dân tộc Tây Nguyên sử dụng cổng chiêng theo cách thức riêng để chơi một bản nhạc của riêng dân tộc mình. Trải qua bao năm tháng, cổng chiêng đã trở thành nét văn hóa đậm chất, đầy sức quyến rũ. Cổng chiêng chính là cuộc sống của người Tây Nguyên. Nghe cổng chiêng thì thấy được cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy, không gian lễ hội. Đâu? Dạ, phía dưới rồi. Có biểu. Dạ.
múa choang của học sinh đến từ trường tiểu học Lý Thượng Đồng. Thưa quý vị, trường tiểu học Lý Thượng Đồng đứng chân trên địa bàn xã Gia Tê là một đơn vị có bề dày truyền thống về dạy và học. Đặc biệt trong những năm qua, thầy và trò trường tiểu học Lý Thượng Đồng xã Gia Tê luôn chú trọng đến phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đặc biệt là cố gắng lưu giữ truyền thống văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Thank you.